chưa nói rồi cho tôi đi nghe phụ. Nghe phụ. Chứ mà tao nghe không hết. Nó chửi mình nên nó cười hả? Tôi nghe phụ đó nha. Các bạn, nhiều khách đợi gì ba chưa? Chưa anh, chắc phải 20 phút nữa anh ơi. Đây gì ba ra rồi này các bạn. Thảo ơi, anh bán anh Thảo ơi. Nó vô người con là nó đầu chế bây giờ. Để nào rồi đi đầu lúc chân mầm cân đi em. Dạ rồi, cái này để em cũng nhờ bên bộ phận kỹ thuật ở nhà. Nói lớn nói nhỏ kìa. Đặt 10 ký vẫn có số điện thoại là sao? Mà có lấy tiền cọc không vậy? Có lấy tiền cọc không? Ôi, đặt 10 ký vẫn lấy tiền cọc. Đặt kiểu này bán chết luôn á. Có lấy tiền cọc không gì hả? Không. 10 ký rồi. 10 ký mới đặt lâu chưa? Anh ơi, cua gạch anh ơi, mấy con anh? Một con hả anh? Mua thêm một con cua gạch. Một con cua gạch. Một con. Hôm nay là tiếp dựng cái cảnh mà đặt cua số lượng lớn 10 ký nhưng mà không ra lấy nè các bạn. Mọi người có góp ý là nếu đặt cua số lượng lớn nó phải lấy tiền cọc, nhưng mà dì ba vẫn không lấy tiền cọc. Cho nên hôm nay là đặt xong là 12 giờ rồi chưa có ra lấy, cho nên dì ba phải buộc lòng bỏ ra bán cho nó hết xong thôi, đâu có chờ được. Hai bịch hết 10 ký giờ mới bán, mới bỏ ra bịch, giờ chuẩn bị đang bỏ bịch thứ hai kìa các bạn. Đó, nếu mà không có khách đặt này là bán hết xong rồi. Mà chị ba lấy còn ít à? Đây là dì ba đang cho cua lên mâm nha các bạn. Dì ba mà nghe chữ gì dì ba tắt điện thoại luôn, đi khỏi nghe đi dì ba. Đây con nghe. Cho nghe thử được không? Nè, im nha. Alo. Cô là ai mà cô nói không không thì ai thì biết. Tắt rồi. À, có một người phá. Đấy, các bạn thấy không, có người gọi điện. Rồi, chơi gì bà? Không biết là bạn nào. Ủa, số Việt Nam hay số nước ngoài? Số Việt Nam. Đọc số lên cho nè, từ từ. Đây, em đi tiếp này. Nghe tiếp nè. Tắt rồi. Từ nó tắt rồi. Rồi phá không à? Số là 0971 325 157. Đó, cái số của người ta vừa gọi. 0973 thì nó có lời gọi điện chủ nghe. Nãy giờ đúng rồi. Chửi mới đây thì sáng là dì ba nói là chửi nhiều nữa rồi. Không biết là ai. Không biết được nhiều đúng không? Dì ba quá trời. Phá. Đó là em điện tiếp rồi. Bà con. Alo. Alo, nhà máy à? Nhà máy rồi tắt các bạn. Chắc là có nào chặn được không ta? Chặn được chứ, con cho con. Bạn này lại gọi chửi cũng được, bây giờ lại gọi. Chắc là phá rồi mà. Phá. Thôi đừng tắt nữa đi, đỡ nó chạy thôi rồi. Bà đã có nói gì dân nguyện
Trời ơi. Từ tối qua đó. Mà dì ba có biết nguyên nhân vì sao không dì ba? Ai biết đâu, dì ba làm sao biết được. Thôi kệ dì ba, người ta nó phá đó. Nó chửi trời sao. Rồi. Nhưng mà lúc ở nhà dì ba thì nói gì với dì ba? Nó chửi không? Đi già đi chó thì gì đâu cũng chửi. Tao nói người ta chưa từng nghe. Tao chửi đi già đi chó thì không nghe. Giờ tao mới nghe lần đầu tiên. Cái gì phải đế qua thì không biết cái mùi. Cái hồi đó giờ mình không nghe, bây giờ mình nghe cho nó đã. Thì ba tiếp nhận những lời chỉ kịp thời nhất là vui cho các bạn. Trời ơi, con chuyện già đi nói là tôi, tao lâu lắm rồi mới nghe nha. Giờ nói là cho tụi này nghe phụ. Nghe phụ. Chứ mà tao nghe quá. Nó chửi mình nó cười hả? Tụi nghe phụ nha. Còn nữa rồi chưa? Để tao nghe mới là quan trọng. Dì ba mở loa lên dì ba. Đưa chị ba nghe chứ. Mấy em lại nghe chưa nghe cái máy này. Chưa nghe. Rồi nghe đó chị ba. Coi bổng một cái làng. Chị ba hỏi con nó nói gì? Cái gì? Chị ba không chịu chịu nói mà. Chó. Nó chửi đó, có nghe đó. Đúng rồi, chửi vậy mà. Điện thoại gì ba? Gì ba? Chửi gì ba? Chửi bị chó. Chửi bị chó luôn. Vậy gì ba có suy nghĩ gì không? Bây giờ phải chửi thì người ta nghe đi, mình không nghe. Thôi xíu mình sẽ cho vào nhà chị đường chết hết nè. Bạn nào có gọi chị ba sợ không? Trong lúc gì ba bấm tôi có một người điện. Ôi giọng nam hay giọng nữ gì ba? Nữ. Nữ rồi. Còn trẻ không gì ba? Chắc là có rồi. Chính gì đó? Anh đang đọc lại cho rồi. 0971 325 157. Có tiền không? Có tiền không? Tiền như sao có. Đây là cái số mà gọi điện chửi gì ba này các bạn. 0971 325157 này các bạn. Sáng giờ là gọi chửi dì ba quá trời luôn các bạn. Sáng giờ là gọi chửi dì ba này từ 8 giờ sáng này. 12 giờ này các bạn. Đó, từ sáng giờ đây. Gọi lại được không? Tên nói gì cho. Gọi chửi dì ba quá trời luôn. Ngày này 24 tháng 10 đó, gọi chửi với ba từ sáng giờ đó. Alo à? Alo? Alo? Phải số điện thoại gì ba không? Nói gì ba yên tâm đi, người ta chửi gì ba là chị đẹp mặt thôi. Đừng bao giờ mà chửi đợi hay là gì hết trơn á. Dạ, chị ba cười thôi chị. Dạ, chị ba cười thôi chứ cũng không có gì hết. Người ta gọi liên tục luôn á chị. Tắt. Dạ. Chị ở nước ngoài hả chị? Dạ, chị ở Mỹ hả? Dạ. Cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị nha chị. Dạ. Rồi. Người ta gọi về động viên á, dì ba các bạn. Cảm ơn chị nha. Cái gì?
chính là anh đó, đánh chưa? Rồi, nghe rồi đó gì vậy? Hello, tắt rồi, tắt rồi, tắt rồi, tắt rồi. Ok, hoàn công nha. Có iPhone vô túi đi. Iphone bây giờ. Để nghe chửi. Ba có nói như vậy. Để đây nghe chửi đấy chứ. Số khác mà, số khác. Rồi, không ai dám nghe điện thoại không ạ? Chưa có bấm. À, chị Phạm Thủy, một lát nữa sẽ xem chị nhé. Em xấu dài hay đâu? Ai á? Ờ, để mở lớn lên chút nghe. Ai? Rồi, tắt rồi. Chưa. Chuyển hướng. Con chửi người ta, mà ta chửi là coi gì ba? Trời ơi, mày chửi người ta chi vậy? Ở Châu Đốc. À, cái khách đó, khách đó thương á, chửi là cái người đó. Trời đất ơi. Thôi đừng có chửi nữa nha. Thôi đừng chửi người ta nữa nha. Rồi thôi đừng chửi người ta nữa nha. Không phải đâu dì ba, mới đăng lên người ta chửi xong á. Xong dì ba xong rồi anh đó cũng gọi lại chửi á. Người ta chửi tao, cứ gọi lại chửi lại. Có người gọi. Dạ. Cô gạch nha chị. Dạ. Trăm chín chín ngàn chị ơi. Cái 10 phút rồi nhưng mà hôm qua nãy giờ bán hơi chậm. Chị đưa tiền như bài số giùm em đi. Gói đấy hay là chưa bán cua rồi không? Hỏi 1.000 như vậy ơi. Rồi, MTM Vlog đang đi ra đảo rồi đó. MTM nãy giờ vào kênh nào, sửa kênh đấy à? Gần như là mọi kênh đều Vlog, MTM Vlog đó. Nè, có một vị khách là mua hết mâm cua cho dì ba luôn này các bạn. Bây giờ bỏ lên cân luôn. Bây giờ xem thử là có người điện tặng người cua, bây giờ con cua như thế nào nha bạn. Cùng coi nha. Có một vị khách mua hết luôn. Anh cho anh tài ơi, bọn em không có sửa mua đâu. Cứ đặt ra mua hết trơn luôn rồi. Nguyên bọc nè. Giờ làm hai cái con sách nó đứt à. Một chị ở nước ngoài mua 10 con cua này tặng cho 10 bạn YouTube, xong rồi chuyển tiền về thẻ ATM các bạn. Đây. Cảm ơn chị Đài Loan.